Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kinh doanh laptop bạn trọn đời. Cũng có nhiều bạn yêu cầu làm những cái so sánh về những chiếc máy về đồ họa và gaming, nghĩa là những chiếc máy chuyên phục vụ cho cái nhu cầu về đồ họa đó. Thì chúng ta phân nó ra như thế này. Nếu mà chiếc máy về gaming thì chúng ta nên mua những cái card GTX hay là RTX. Đối với những chiếc máy mà phục vụ cho nhu cầu về đồ họa kỹ thuật thì chúng ta phải mua những cái card về quạt pro, thì nó giống như là hai vận động viên điền kinh vậy đó, tốc độ và chạy bền. Thì game đòi hỏi là cái bứt tốc nó phải nhanh. Còn đối với những anh chị các bạn nào bên lĩnh vực về đồ họa kỹ thuật, nghĩa là chạy bền, thì chúng ta thấy là những cái file nặng. Thực ra nếu mà mình để đi test những cái phần mềm giả lập về đồ họa thì nó rất là khó để xác định. Tại vì với số nhân, số luồng, rồi card, đồ họa, thằng nào cũng là NVIDIA hết của một hãng. Tuy nhiên những chiếc máy về nhu cầu về đồ họa kỹ thuật là rất là đắt. Đó là lý do mà chúng ta nên cân nhắc cái ngân sách để mình mua cho nó phù hợp. Còn câu chuyện mà tiền thì ít, cái ngân sách rất là thấp, nhưng mà cái nhu cầu thì rất là cao, thì chúng ta cần phải xem xét lại. Điển hình như ví dụ, khi mà chúng ta đi học hay là chúng ta đi làm thì mình cân đo đong đếm đến ngân sách. Nếu mà mình không có điều kiện thì chúng ta có thể đi bộ, đi xe buýt. Còn nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể mua những chiếc xe nó đắt tiền. Thì câu chuyện mua laptop phục vụ cho cái nhu cầu công việc hay là giải trí của mình nó cũng giống như vậy. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đi so sánh, mình nghĩa là không có đi trải nghiệm về hiệu năng, mình chỉ so sánh về mặt thiết kế, về mặt cấu hình để mà cho mọi người hiểu, để mình mua một chiếc máy cho nó thật sự nó phù hợp, đáp ứng cho cái nhu cầu công việc và giải trí của mình. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta đi trải nghiệm thực tế. Tại vì mình cũng có nói rồi, để so sánh hiệu năng mà với những cái phần mềm giả lập về đồ họa nó rất là khập khiễng, rất là khó xác định. Tại vì đối với những dòng game thì chúng ta phải cài những cái game, những ứng dụng lên. Thật sự mà nói thì để chạy gọi là mass cấu hình á, thì nó mới bung hết cái hiệu năng nó chạy, thì mình mới có một cái so sánh nó đúng nhất. Trên bàn thì mình đang có chiếc Dell Precision 7520. Phiên bản này có thể nói là rất là được nhiều anh chị và các bạn kỹ sư, các bạn sinh viên mà đang học những cái ngành mà kỹ sư á, cũng săn tìm mua dữ lắm. Dĩ nhiên là chiếc máy này xài về đồ họa kỹ thuật, nhưng mà chơi game thì mấy cái game mà liên minh liên quân thì quá bình thường rồi. Mình chỉ cho mọi người trải nghiệm những cái gọi là mình nhìn mình thấy thực tế bên ngoài luôn, và cái cuộc sống của mình khi mà mình đi mua. Bên dưới thì mình có chiếc HP ZBook 15G3. Chiếc máy thực ra bây giờ nó quá trời rẻ luôn, nó có 16 triệu hơn à. Quá rẻ. Đảm bảo với mọi người là mấy chiếc máy này là những chiếc máy nhập khẩu xài rất là bền. Thì mình thử mình so sánh cho mọi người coi, tại vì không có muốn cho mọi người xem cái hiệu năng. Thì với những cái chiếc máy mà mọi người lưu ý nha, mình mua máy phục vụ cho nhu cầu về đồ họa kỹ thuật thì mình phải mua cái card đồ họa đó, hay còn gọi là mà mấy anh em mà đi hay review á, hay còn gọi là GPU. Mọi người lưu ý nha, GPU thì nó là về gọi là cái thuật ngữ bên tin học, nó gọi là GPU, về card màn hình đó. Còn đối với những người mà chơi game thì chúng ta sẽ mua những chiếc máy có cái card GTX hoặc là RTX. Chúng ta thấy nè, con này rất là mạnh. Con này chiến game thì bá cháy. Asus ROG. Con này thì quá đỉnh rồi, các bạn trẻ thì đã quá quen thuộc. Mình nhìn thôi. Đối với những dòng gaming thì chúng ta thấy là giá nó rẻ. Tại vì bản thân cái card quạt pro và cái card mà RTX hay là GTX thì cái card này nó bằng 1/3, 1/4 giá so với cái quạt pro thôi. Với thiết kế mà những cái máy game thì chúng ta thấy nè,
thường nó sẽ thiết kế bằng vỏ nhựa. Vỏ nhựa nha mọi người. À, khung hình thì nó sẽ cho ra thường, ví dụ những chiếc máy mà đồ họa về kỹ thuật của mình nó rất thường màn hình của mình chỉ cần 60 Hz thôi hoặc là 120 Hz thôi là đã quá cao rồi. Tuy nhiên đối với những dòng máy mà chuyên về game á, thì nó có dòng máy là 120 Hz nè, 144 Hz nè, 240 Hz nè, à, có máy tới 400 Hz. Vì sao? Vì nó là liên quan đến cái phần hiển thị những cái cho ra những cái hình ảnh về độ phân giải đồ họa đó. Thì mình chơi game mà cái độ phân giải nó càng cao thì cái độ lắc nó sẽ càng ít đi, nó thấp đi. Mọi người lưu ý điều này. À, ngoài cái chuyện mà cạc mạnh thì nó còn phải có một cái gì đó để xuất ra màn hình nữa. Đó lý do chúng ta thấy là thường những cái máy game nó sẽ đi với cái màn hình là 144 Hz. Có máy nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Dĩ nhiên những chiếc máy này nó cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà nó rất là hiếm. À, nó không cần nhiều cái độ phân giải nhiều lắm. Ví dụ chúng ta nhìn cái bản vẽ xây dựng hay là một cái bản vẽ bên quy hoạch hay là cái gì đó bên cơ khí, cái về độ phân giải màu của nó không nhiều bằng những cái game đó, mọi người lưu ý. Cho nên chúng ta thấy thường những chiếc máy game cái CPU của nó, cái số luồng và số nhân nó cũng nhiều hơn cái số luồng và số nhân so với chiếc máy về đồ họa kỹ thuật. Với những chiếc máy về đồ họa kỹ thuật thì chúng ta thấy nè, thiết kế rất là đơn giản, nhìn nó rất là hầm hố, không? Nó không có nhiều màu sắc như những chiếc máy gaming. Tuy nhiên là đối với những chiếc máy về kỹ thuật, cái phần tản nhiệt của nó rất là tốt, tốt hơn so với những dòng gaming. Nếu mà bạn nào đã từng mà chơi game hay là mua những dòng gaming á, thì chúng ta thấy là xài một thời gian sau thì cái quạt của ta sẽ bị kêu. À, một phần là do cái giá nè, cái giá những cái spare bạc linh kiện làm nên một chiếc máy gaming nó tầm khoảng hơn 20 triệu thôi. Những chiếc máy đắt tiền nó chỉ 30 triệu, tuy nhiên những chiếc máy về đồ họa kỹ thuật có máy nó 50 triệu, 100 triệu. Đó là sự khác biệt về những cấu hình, những cái linh ta linh tinh nó kèm theo á. Vỏ nhựa, đối với những chiếc máy về đồ họa kỹ thuật chúng ta thấy là thường nó làm bằng vỏ kim loại. Thiết kế rất là chắc chắn, rất là trâu bò. Những dòng gaming thì chúng ta thấy là thường làm bằng vỏ nhựa. Vỏ nhựa thì nó sẽ tập trung vào hiệu ứng nhiều hơn. Chúng ta thấy là ví dụ như bàn phím phải bàn phím RGB đó. À, màn hình phải, hồi nãy mình có nói đó, màn hình phải 144 Hz hay là 240 hay là gì đó, càng cao càng tốt. À, game thì nó sẽ làm hiệu ứng, nó làm thiết kế thì nó sẽ cá tính hơn. À, tại vì đối tượng khách hàng của những dòng gaming chúng ta thấy là thường là những bạn trẻ. Đó lý do nó sẽ có những cái cách để thiết kế để thu hút và lôi cuốn. Tại mình không muốn so sánh cái hiệu năng bởi vì nó hơi rất khó phân biệt. À, nếu mà các bạn mà cần trải nghiệm thực tế hoặc là chúng ta có thể đến mình xem để mình, thực ra thì trên mạng mình xem, do là mình không có nói quá nhiều vào thiết kế bởi vì chúng ta lên mạng ta xem rất là nhiều. Nếu mà mình cần hỗ trợ thì mình có thể mình ghé cửa hàng mình coi thực tế, mình cài những ứng dụng lên nó đáp ứng. Còn những chiếc máy vẫn đáp ứng được game chứ không phải là không được, nhưng mà nó sẽ không bằng những máy chuyên game được. Không có thằng nào có thể làm một cái nhiệm vụ nó đa nhiệm mà được 100% hết. Văn phòng thì bình thường quá, văn phòng thì những chiếc máy chỉ cần cạc đồ họa tích hợp thôi, không cần cạc đồ họa rời. Và số nhân, số luồng CPU nó cũng thấp hơn. Đó, này là mọi người lưu ý để mình mua chiếc máy cho nó phù hợp. Đối với những dòng gaming mà mình khuyên mọi người nên mua là ví dụ như là Asus nè, MSI nè, còn nhiều nữa. Còn đối với những dòng mà chuyên về đồ họa như là máy trạm thì chúng ta mua HP hay là Dell nè, hay là Lenovo ThinkPad, mấy dòng B đó. Thì nó rất là bền, rất là trâu bò, render rất là tốt. Còn máy này mình cũng làm kỹ sư, mình cũng xài được. Tuy nhiên là khi mà chúng ta render những cái file nặng thì chúng ta sẽ thấy nó một, có cái sự khác biệt so với những cái dòng máy này. Đó, ok. Nếu mà mọi người cần hỗ trợ thì có thể gọi vào số hotline đi mình hỗ trợ cho. Cảm ơn mọi người. Chúng ta vừa đi trải nghiệm so sánh và phân biệt hai cái dòng laptop mà có thể nói là về cái nhu cầu về gaming và nhu cầu về đồ họa kỹ thuật. Thì mong là với những cái thông tin mình vừa đi trải nghiệm thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thực sự, mong là nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Thực ra thì với những chiếc máy mà phục vụ cho nhu cầu về gaming thì Asus có thể nói là đứng đầu.
Asus không sản xuất ra những cái dòng laptop phục vụ cho cái nhu cầu về đồ họa kỹ thuật, mọi người lưu ý. Đối với Dell nè, HP nè, hay là ThinkPad, nghĩa là Lenovo á, là chuyên sản xuất những cái dòng máy render bên mặt về kỹ thuật, nên là giá nó cũng rất là đắt. Asus là một cái hãng có thể nói là sản xuất ra những cái chiếc máy mà chuyên phục vụ cho cái nhu cầu về game, có thể nói là đứng số 1 thế giới, không ai qua. Còn nói về câu chuyện chiếc máy đa nhiệm, nghĩa là ngân sách mà thấp nè, nhu cầu thì cao, thì chúng ta cũng có thể mua một chiếc máy tầm khoảng 10 đến 15 triệu vẫn đáp ứng được, mà mình nói là nó chỉ phục vụ cho mình ở cái mức bán chuyên thôi. Trong những video lần trước mình cũng nói rồi, để phục vụ cho cái nhu cầu về đồ họa kỹ thuật hay là gaming thì chúng ta mua một chiếc máy tầm khoảng 15 đến 20 triệu là hợp lý. Thực sự ra nếu mà chúng ta có 50 triệu thì sẽ có những chiếc máy nó còn mượt, còn chạy còn tốt hơn rất là nhiều. Đến đây thì cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ là đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông á, để khi mà có những cái video hay là những cái trải nghiệm mới thì chúng ta sẽ được trải nghiệm thêm nhiều cái thông tin để mình mua một chiếc máy nó phù hợp với nhu cầu của mình nhất. Còn tùy thuộc rất nhiều vào cái ngân sách, cái nhu cầu thì mọi người sẽ tự định mình mua làm sao mình cảm thấy mình thích. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.